Đến khi nằm đọc pháp bửu đàn, có một khối hào quang bạch sắc, bỗng nhiên lại rất ngay vào mặt. Cả châu thân liền bắt tay rần, như ngạch mình đành phải nằm chân, muốn ngồi dậy nhưng không thể dậy, tay chân cũng hết còn đóng đầy. Rồi bắt đầu từ ấy mê man, từ trên không có tiếng kêu vang, rằng có mẹ đây con khá tình. Ta ngước mắt nhìn lên không cảnh, một lão bà đang đứng trên mây, đầu bạc phơ như tuyết phủ đầy, tay vừa chống lấy cây gậy trúc. Mình mặc bộ đồ da nhùng nhục, có hào quang phủ khắp châu thân, vẻ mặt tròn da trắng tuyết trần, môi đỏ sẫm má hương dần dờ. Có hai cái hoa sen đỡ gốc, vẻ trang nghiêm khó thốt sau cùng. Lão bà liền cất giọng ung dung, rằng mẹ đây ơi con sớm thức, tuy muôn năm thân nương lạc quốc, lòng mẹ luôn ở sát bên con. Xưa sau thì nay vậy chẳng mòn, trong lòng mẹ nhớ thương con mày. Mẹ đây con ơi nhớ lại, nhờ lòng thành sớm bái Phật Đà, và thường lo giúp đỡ gần xa, nên mẹ đã sanh qua cực lạc. Mẹ đây con xưa nhà rân rác, tớ gái trai gần chút 50, con đã không có giả khinh người, khiến ai cũng nức lời khen ngợi. Mẹ đây con xưa con thường nói, người chẳng xem nhân loại thú cầm, phải biết thương biết kính nơi tâm, giàu nghèo chẳng làm hèn người được. Mẹ đây con lời con đã thốt, lúc ấy ai cũng bất kính thầm, tư tưởng con khác với thường tâm. Rất bình đẳng tâm tầm nhận xét, mẹ đây con anh con là kết, trong sang giàu chẳng mất sang giàu. Thường nói rằng phú quý vườn bao, thân khi mất sang giàu cũng mất. Mẹ đây con anh con nhận thức, thân mất thì của mất liền theo. Thế nên lòng chẳng chút đắm đeo, đành vượt hải băng đèo tầm đau. Mẹ đây con tâm trần phủi ráo, nên anh con đắc đạo từ lâu. Nay vẫn còn thiền quán sơn đầu, con sớm muốn thế nào cũng gặp. Mẹ đây con riêng con lập bập, đường đạo không quyết lập vào tâm. Kia kiếp
thì tu kiếp bỏ dập bầm, mày đến nay vẫn còn nằm trong thế. Mẹ đây con nhiều đời con tệ, bị nghiệp lôi vào bể khổ trần. Mang khung nàng chịu đọa đài thân, mẹ đau xót như dần gan ruột. Mẹ đây con chưa hiểu được, mẹ thương con đến mức nào đâu. Biển kia còn đó được càng sâu, mẹ thương trẻ khó âu lượng nổi. Mẹ đây con xác trần khi cội, hồn mẹ liền theo dõi Di Đà. Về Tây Phương thân nữ liên tòa, kể cung vạn niên qua rồi đây. Mẹ đấy con muôn năm qua ấy, mẹ xem như việc mới hôm rồi, kiếp chung sanh theo bóng mặt trời. Mau lẹ tợ như thoái đưa nhì, mẹ đấy con tùy trăm thế kỷ, lòng mẹ đâu quên nghĩ đến con. Thường thấy con bị nghiệp cũng tròn, xác nào nhóng nằm trong ổ kiến. Mẹ thấy con mẹ luôn ngào nghiêng, tâu Phật xin cho gian trần ai. Phật rằng duyên ấy phải chở ngày, đến sớm cũng không tài gỡ nổi. Mẹ đây con Phật ngày bảo đời, mẹ ôm lòng sớm tối ngồi chờ. Thấy con nhiều kiếp rối như tơ, lòng mẹ nóng tở mơ bên lừa. Mẹ đây con đâu có nhớ, muôn năm xưa khi đẻ con ra. Thấy mặt con sáng sủa hiền hòa, mẹ mừng đến đổi xa hột nhỏ. Mẹ đây con liền trong khi đó, từ mẹ tự dưng nói rõ trong tâm. Đứa con này trái ức muôn năm, mặt mày nó không làm quên được. Mẹ đây con mẹ hay trưởng phước, nên nói chi liền được có ngay. Từ ấy dù về cõi Phật đài, lòng mẹ vẫn nhớ hoài con trẻ. Mẹ đây con mẹ là Phật mẹ, mặt mũi con khi đẻ trên giường. Lòng mẹ còn nhớ rõ như thường, con khó thấu tình thương của mẹ. Mẹ đấy con muôn năm cách rè, mẹ vẫn là người mẹ trung thành. Lòng thương con không dâng khắc canh, mẹ chẳng ngất tâu lên Đức Phật. Mẹ đấy con mẹ tâu bao lượt, Phật vẫn rằng đời cuộc trùng lai, duyên lành kia gặp lại có ngày. Chớ để giả ưu hoài cho nhọc, mẹ đấy con do lời Đức Phật. Mẹ yên tâm chờ cuộc trung phong, nhưng mỗi lần thấy trẻ lao lung,
gan ruột mẹ vô cùng chua xót. Mẹ đấy con việc con mãi một, mẹ thấy đành không xót điều nào. Nhiều kiếp con được tước quyền cao, cậy quay thế hiếp bao kẻ yêu. Mẹ đấy con ngơ nghiệp kia chẳng, nếu cây kiếp con lại chịu hoành hành. Bị tù đài bị nhục mà danh, con vợ khổ gia đình tan nát. Mẹ đấy con mẹ trong tận mắt, lấy làm đau như chặt như bầm. Mẹ dù thương xót mấy nơi tâm, nghiệp riêng khó thể sang cứu đằng. Mẹ đây con trăm muôn năm ngần, con đã sanh lên xuống cõi trần. Mỗi một lần mang một xác thân, tính ra cũng hơn 300 xác. Mẹ đấy con xác kia chồng chất, ai trong qua cũng bắt cái rung mình. Và hơn 300 cái gia đình, nước mắt đã đổ bằng sông suối. Mẹ đấy con vì hoành tử tội, có kiếp con vừa mới sanh ra. Mắt chưa hề thấy mẹ thấy cha, đã chết chẳng khóc la một tiếng. Mẹ đấy con có nhiều kiếp chuyện, nghiệp dắt con đến bên trần ai. Vừa trưởng thành vừa đẹp đẽ trai, bỗng thọ bệnh đôi ngày bỏ mạng. Mẹ đây con thảm kia vô hạn, kẻ thương con chưa mãn nơi lòng. Nửa chừng con đã bỏ cõi hồng, muốn tự tử để cùng đồng tha. Mẹ đấy con vì nhân ở bạc, có kiếp con bị gạt vì tình. Gần điên cuồng gần muốn ở trăm mình, sự sản hết gia danh cũng mất. Mẹ đấy con từ Tây Phương Phật, thấy con vì tài sắc khổ thân. Mẹ muốn sáng kêu lớn lên rằng, con ơi hãy bỏ trần theo mẹ. Mẹ đây con mẹ dù nghĩ tới Phật rằng, tuy con trẻ bị đài, nhưng rồi đây cũng sẽ có ngày, không đắm mãi trần ấy đâu gì. Mẹ đấy con nhiều khi mẹ nghĩ, điên mẹ an ngôi vị Tây Phương. Còn đang con lăn lóc trần dương, mẹ chỉ thấy buồn hơn mừng rỡ. Mẹ đấy con nghĩ suy thế đó, mẹ muốn phương tiện bỏ liên đài, để chuyển mình đến cõi trần ấy, cứu con sớm khỏi ngày mây mùi. Mẹ đấy con ý kia khi tới, Phật liền thân đến gọi ngay rằng, lâm trần không phù hợp cơ căn, dễ đọa kiếp khó tăng công đức,
mẹ đấy con Phật còn gắn chắc. Giống Phật con đã rất gieo sâu, sẽ nở ra chẳng mất nơi đâu. Khải an kỳ chớ sầu quá lè, mẹ đây con mẹ thương con trẻ. Với tình thương cao cả thiên liên, nhược bằng thương theo lối trần duyên, có lẽ đà đỏ miền trần hà. Mẹ đấy con do tình cao cả, thương giường bao nhớ trẻ giường bao. Nhưng mẹ không giọng niệm trần lao, nghiệp thương chẳng buộc vào mẹ đằng. Mẹ đấy con nghĩa tình sâu nặng, muốn năm rồi không dánh một ngày. Tuy mẹ ngồi trên cảnh sen đài, mà lòng cứ vãng lại bên trẻ. Mẹ đấy con tình thương của mẹ, muốn năm rồi vắng vẻ một mình. Chưa được con biết đến mẫu tình, làm cho mẹ thêm phần buồn tôi. Mẹ đấy con vì con mê mùi, nên mới không nhớ tới mẹ xưa. Mẹ đáng thương chẳng cách bao giờ, lòng không ngớt đợi chờ con tình. Mẹ đấy con xưa con hiền tâm, tiếng mẹ cha biết kính dâng lời. Biết thương anh và biết trọng người, khiến mẹ đã vô hồi thương bên. Mẹ đấy con chính con gây đến, anh của con cũng mến thương con. Nên đã nguyện con nước còn non, thì lòng mến thương con còn mãi. Mẹ đấy con do lời nguyện ấy, ngày gần đây con thấy anh con, một người anh đạo hạnh vuông tròn. Thương con tở hồi còn ở thế, mẹ đấy con qua nhiều thế hệ. Anh con luôn mắc để bên con lắm nàng cũng bắt heo vôn. Như mẹ đối với con đấy vậy, mẹ đấy con khối tình thương ấy. Thiên anh con ôm lấy non đài, chưa được con hiểu đến mãi mãi. Anh con cũng chưa quay tất già, mẹ đấy con mỗi lần con đòa. Lòng mẹ cho đến cả anh con, quên ngủ anh ngồi lặng trên non, mắt theo dõi bên con không ngờ. Mẹ đấy con vì tài nghiệp nợ, có kiếp con từ nhỏ bị đày. Vào làm tôi tớ kẻ hào tài, bị đánh đập nhiếc xài thấm tay. Mẹ đấy con mẹ trông thấy thế, nước mắt rơi ướt cả đài vàng. Thương con đang khổ ở trần gian, bị lưới nghiệp buộc ràng đòi bừa. Mẹ đấy con mẹ thường lý ưa.
thấy con vừa mới rửa nghiệp qua, kể nợ sau liền đã tạo ra, cứ nuôi mãi mới là thống khổ. Mẹ đấy con cũng là nhiều thờ, con biết lo hối ngộ tu hành, nhưng lòng tham ấy vẫn còn sanh, vì thế bật nẻo lên cực là. Mẹ đấy con khi con rơi rác, ruột mẹ đau như cắt từ bánh, liền đến tâu Phật rõ sự tình. Phật rằng giống ấy sinh nhiều hột, mẹ đấy con nghe lời Phật thốt, mẹ hiểu ngay ý Phật nói rằng. Trên bước đường con bị trầm thân, sẽ giúp lâm chúng sanh hướng thiền. Mẹ đấy con Phật cho ý chuyện, nhờ vậy lòng mẹ khiến hơi an, nhưng lại rồi đến kiếp kế sang. Con sanh ở gia đình phú hậu, mẹ đấy con kiếp giàu sang đò. Con cứ quanh theo mớ bát vàng, nào rượu chè thêm lắm hậu nàng. Cứ như thể đi lần đến thác, mẹ đấy con ngồi bên cực là. Thấy con vì tiền bạc làm mê, phí một đời vào chỗ hèn đây, mẹ tiếc đến tràn trề nước mắt. Mẹ đấy con trở treo xeo sách, kiếp vào sang kia bước qua rồi. Quê kiếp nghèo nàng bấu đến nơi, vợ lem lúc con thời tới tà. Mẹ đấy con trong khi rách rã, nở đến đoài không hở ngày nào. Kẻ thì rằng nhà cửa đem cao, người lại bảo đỡ con vợ trà. Mẹ đấy con nở đòi ra rà, con chạy lo cuốn cả chân lên. Ít ngày sau trầm bệnh dưỡng nên, rồi tuyệt mạng ở trên giường bình. Mẹ đấy con ngồi trên Phật cành, tiếng con rên thâu đến bên tai. Ruột mẹ đau mắt mẹ chảy dài, than rằng mới sống đây đã chết. Mẹ đấy con kể sao cho hết, mọi việc con tạo kết trong đời. Lành mẹ vui dữ mẹ buồn vơi, lòng mẹ dũng hệ nơi con kè. Mẹ đấy con mẹ đâu muốn rè, muốn gần con luôn cả xác hồn. Nhưng chẳng qua lĩnh đức Thế Tôn, ngài bảo phải đợi cơn tai ngộ. Mẹ đấy con ngài chờ đợi đó, chính hôm nay nhằm thở trùng lai. Vậy con mau nhìn thẳng lên mây, có mẹ đứng chờ đây ở trè. Mẹ đấy con mẹ là mẹ đẻ, cả thân con ngót đã muôn năm. Mẹ không riêng mẹ của xác thân, con là mẹ tinh thần con được.
mẹ đấy con tuy qua muôn thuở, mẹ tưởng như mới bữa nào đây. Lòng mẹ thương con vẫn còn đầy, xưa nay thế từ đây cũng thế. Mẹ đấy con từ nơi Phật bể, vì thương con nên mẹ đến đây. Vậy con mau bừng tỉnh giấc say, để nhớ kỹ mỗi lời mẹ dạy. Mẹ đấy con mẹ xin đại khai, bởi gần ngày thế giới biến thiên, thế cho nên mẹ xuống trần gian, trước gặp kẻ sau truyền đạo ngữ. Mẹ đấy con chân tình mẫu tử, ngót muôn thu thương nhớ vô cùng. Đến hôm nay mới được trùng phùng, mày trong lòng mẹ vui mừng tràn ngập. Mẹ đấy con mau tỉnh gấp, mẹ mừng con những kiếp gần đây. Hột giống lành đem rải gieo đầy, giúp nhiều kẻ gái trai nên đau. Mẹ đấy con sắp ngày biến ảo, lắm người còn hung bạo ngổ ngang. Họ chưa hề biết đến Phật đàn, sẽ chẳng khỏi tiêu tan hồn xác. Mẹ đấy con những phường hung ác, lúc mới sanh tánh chất hiền lành. Lớn lên rồi vì nhiễm lợi danh, mới liều lĩnh tao tành tội lỗi. Mẹ đấy con sắp ngày thay đổi, hạn ấy nên tìm lối cứu ra. Trong số người ăn ở dạy ta, khéo dạy bảo sẽ là tính được. Mẹ đấy con nhờ duyên kiếp trước, lời của con sẽ được thức người. Vậy con mau kêu gọi khắp nơi, giúp kẻ có duyên hồi tỉnh dậy. Mẹ đấy con theo nơi mẹ thấy, con với đời đã rải sâu duyên, cứu khổ trần con đã lắm nguyện. Con khá Phật hiện nên ý nguyện. Mẹ đấy con đang khi thời biên, vì sanh nhai vì tiên thân danh, ai cũng đều nỗ lực cạnh tranh, tội ác mấy cũng không kiên này. Mẹ đấy con đời càng tồi tệ, đạo càng nên rộng mở khắp cùng. Dạy hiền lành dạy lẽ hiếu trung, để cảm hóa kẻ lòng gian ác. Mẹ đấy con mê sớm giác, hầu tình cho kẻ khác đang mê. Cuộc chuyện luân sắp đến cảnh cày, chẳng sớm thức uổng quê một kiếp. Mẹ đấy con về đâu có dịp, mà mẹ con ta được hiệp chốn này. Muôn năm qua chỉ có một ngày, ngày ấy chính hôm nay đấy trẻ. Mẹ đấy con hãy nghe lời mẹ, khá mau chấn độ kẻ gần xa. Bóng quan âm càng thấm thoát qua, thì mạng sống cũng là nhấp nháy.
mẹ đấy con sắp ngày thương thầy, vật có hình đều loại chẳng không. Kẻ say xưa chưa tỉnh ngộ lòng, mày mau đánh thức kẻo không tu kịp. Mẹ đấy con hết tan rồi hiệp, mày giống phế qua đến cuộc hưng bình. Lá vàng rơi cây đọt non xanh, vạn vật cứ thăng trầm như thế. Mẹ đấy con ngay trong cơ thể, mỗi ngày luôn suy phê không ngừng. Người luôn công tâm bổ cho thân, rốt cuộc cũng không cầm giữ được. Mẹ đấy con kia là bọt nước, nổi rồi tan không lượt dài lâu. Cho kiếp người nào khác chi đâu, cảnh xét đến làm sao không chán. Mẹ đấy con đời như mây răng, lẻ giường bao và ngắn giường bao. Xưa đã mau nay lại càng mau, người đủ cách sâu nhau xuống quyệt. Mẹ đấy con muôn ngàn thảm thiết, đang nằm sau cái lớp văn minh. Một khi tàn thuốc rất ngúng lên, tay đầy tiếng khóc rên áo nào. Mẹ đấy con của người tác tàu, mỹ lệ bao tinh xảo giường bao. Lòng trên mình chim chỉ khác nào, tiếp mấy cũng không sao vô sự. Mẹ đấy con tạo không biết giữ, chỉ nuôi gà bên thu hồ ly. Người đua nhau sông lối vô nghề, sông ấy chỉ hiểm nguy bất ổn. Mẹ đấy con dĩ tâm dĩ bồn, tâm an thì khắp chúng đều an. Trái lại như đèn dưới gió đàn, càng mạnh gió đèn càng mau tắt. Mẹ đấy con mau mở mắt, có mẹ đang chờ chực đấy con. Nở hồng gian con trả cho tròn, để cùng mẹ trở chân cực là con. Mẹ đấy con nhịp cầu đại giác, con mau ra tay bắt cho liền. Giúp cách trần qua khúc tử xuyên, kẻo hồn xác trở nên sương mộng. Mẹ đấy con mang trời đã mong, sống khổ nhiều hơn sống an vui. Do ác tâm xảo trí của người, trở lại hại người đời thêm khổ. Mẹ đấy con biết bao nhiêu đồ, mẹ thấy con thọ khổ cần ai. E bước chân con khó nổi quầy, mẹ lo mãi đêm ngày không giấc. Mẹ đấy con đúng như lời Phật, giống lành kia đã đứt mộng ra. Mọi việc đời con đã lánh xa, lòng trong trắng ngọc ngà giam di. Mẹ đấy con riêng lầm tâm ý, ấy còn nằm trong lý hẹp hòi. Phải lành cho khắp hết muôn loài, như thế mới đúng người từ thiên. Mẹ đấy con bước
chân cận diện, cả đi ra phổ biến đạo màu. Ngồi một nơi đọc sách bao lâu cũng không thể rồi câu đạo lý. Mẹ đây con đừng hồ mị, mở mắt ra nhìn kỹ mẹ đây. Mẹ vì con mới xuống cõi này, con nên sớm làm khuây lòng mẹ. Mẹ đây con, mẹ thương con trẻ, mẹ sẽ đem hết lẽ giải bài. Để con cần mau tỉnh giấc say, lắng nghe kỹ những lời mẹ dạy. Mẹ đây con, người trong hạ giới đủ hạng người các cõi giáng sanh. Cùng thi tài đâu sức hùng anh, kẻ quá dữ người lành quá lè. Mẹ đây con, hiền lành ít kẻ, còn hạng người hung dữ thì nhiều. Nên khắp nơi thường nhuộm máu đều, thảm giới khổ kể sao cho xiêu. Mẹ đấy con ơi có biết, hằng muôn ngàn cánh chết thê lương diễn ra trên khắp cõi trần dương. Quỷ thần cũng phải tuôn nước mắt. Mẹ đấy con, đâu đâu cũng giặc, không giặc chi là trách của mình. Trong đồng khô trên chót non xanh, đâu cũng có kẻ rình người rập. Mẹ đấy con, thiếu cơm thiếu bắp, phải dùng rau với ốc đỡ lòng. Cảnh hải hùng lớp cá ruộng đầm, có sống rạch mà không chẳng được. Mẹ đấy con, thiếu chi là nước, không làm sao giải khát đáng thương. Người bước đi ra một tấc đường, sự sống chết không lường biết được. Mẹ đấy con, kẻ giàu khi trước, nay quá nghèo thiếu mặt thiếu ăn. Còn lắm người lúc trước khó khăn, giờ lại có của hình muôn triệu. Mẹ đấy con đâu có hiểu, mạnh thì hơn còn yếu thì thua. Mặt kẻ hung ra sức hốt dùa, ai cũng muốn làm vua một còi. Mẹ đấy con, biết thương dầm dòi, nên mở xiền chớ trói lẫn nhau. Nhìn kỹ ra thì cũng đông bào, chặt bầy sống nở vào bầy lười. Mẹ đấy con, kể sao hết nổi, cánh âu sầu khắp cõi người ta. Quá hải hùng quá đổi thiết tha, tin chó sủa cũng là phách tan. Mẹ đấy con, trong đời nhiều hàng, vì oai danh vì mến bác đồng, nợ giết người hơn giết mũi mồng. Tội lỗi có hay không chẳng xét, mẹ đấy con mẹ lầm như xét. Thương những người bị giết uổng oan, chết dễ làm sống khó toan. Trách kẻ bảo sao không suy nghĩ.
mẹ đây con có nhiều thuyết ngụy, kéo theo thùa dối mỹ lầm người, làm cho nền phong hoa suy đồi. Chẳng màng đến những nơi tình cảm, mẹ đây con kia người bị cấm, sẽ không còn biết cảm mẹ cha, với anh em mẹ bạn cũng là lòng chẳng chút thiết tha kề mò. Mẹ đấy con hạng người nói đó, tuy hình người chẳng có lòng người, họ chỉ lo cho họ đấy thôi, họ là kẻ giết người không gom. Mẹ đấy con mau tỉnh sớm, cứu đời đang trên bom trên gai. Mẹ càng nhìn càng bắt thở dài, thương ba tấm chưa ngày an lạc. Mẹ đấy con đang thời hỗn sách, biết coi thường tiền bạc lợi danh. Ấy là người biết cách sống sanh, tiến thêm một bước lành nữa quy. Mẹ đây con ơi khá nghĩ, vì người vì câu danh vì lợi quyền, mà gây thành đất mưa trời nghiêng, đâu ai sống thiên niên để hưởng. Mẹ đấy con người đời lầm tướng, hại được người rồi hưởng tự do. Có hay đâu thân tở ngao cò, để tam giả đứng chờ sao gốc. Mẹ đấy con hại nên thương xót, những kẻ đang say gục mỏng cần. Đêm chuông lành rung khắp xa gần, gọi thức kẻ chưa từng nghe gọi. Mẹ đấy con như lời mẹ nói, cuộc đổi thay hạ coi sắp gần. Bị sàn qua sai lại muôn lần, rốt cuộc lúc hiền nhân tồn tại. Mẹ đấy con cũng vì lẽ ấy, mẹ mới khuyên con hãy ra đời. Đem những lời đạo đức tốt tươi, dạy dỗ những ai người chưa hiểu. Mẹ đấy con nhắc đời sớm liệu, làm phước duyên đã thiểu cũng nên. Đừng chờ khi tai họa đến bên, mới hối hả sao nên kịp được. Mẹ đấy con ở trong kiếp trượt, lại nhầm khi cùng rốt cuộc đời. Việc giáo dân khó lắm con ơi, nhưng làm được biển trời so đất. Mẹ đây con nên nỗ lực, tạo cho nhiều công đức kiếp này. Mặc dù thân khổ mấy cũng thấy, miễn giúp được gái trai tình màu. Mẹ đây con lấy lòng đại độ, vì người đời vui bỏ riêng thân. Ai khen chê gì cũng chẳng cần, cứ một mực lo phần cứu đồ. Mẹ đấy con nếu không lao khổ, mỗi đau màu đau phổ thông xa. Có từ bi hay chẳng cũng là, khi hữu sự người ta mới biết. Mẹ đấy con đem lòng thanh khiết, lắng trong đời thì biết hòa quang. Chớ ngồi yên trong một chiếc
thoảng đến rủ sắc công ân chẳng có. Mẹ đấy con lắng tai nghe rõ, mẹ vì con vì cả chúng sanh, chỉ cho điều đáng bỏ đáng hành, thì nên ghi nhớ chớ nên quên làng. Mẹ đấy con đời con biết chán, chẳng sai mê chẳng mang vào tâm, ấy giúp con được khỏi lỗi lầm, mà mẹ cũng lấy làm mừng cho trẻ. Mẹ đấy con chán đời một lè, bỏ đời đâu phải kẻ từ bi, đời còn nhiều nhớ nhấp vết tì, càng gìn giữ để thi thiết đạo. Mẹ đấy con những lời Phật giáo, từ xa lâu xưa chi đâu ngày nay, vẫn là chân lý tuyệt trần ai, không có thể bẻ bay gì được. Mẹ đấy con khéo tùy theo cuộc, đem lời chân của Phật nói ra, từ người gần cho đến kẻ xa, khiến cho họ biết ra đường đau. Mẹ đấy con theo lời Phật bảo, đời là trường khổ não âu sầu, giàu nghèo nào ai thoát khỏi đâu, không khổ sắc cũng sầu khổ tri. Mẹ đấy con khổ chồng muôn lụy, vốn là do tâm ý muốn ham, vì muốn nhiều thành phải nhiều làm, mà để phụng sự cái thân phàm đòi bừa. Mẹ đấy con thân như hoa lửa, càng cháy mau thì nó tàn mau, có sanh là có tử khỏi nào, định luật ấy ai đâu tránh được. Mẹ đấy con nghiệp không truyền phước, công đầu sanh trong cuộc không cần, tất nhiên là khỏi lão tử thân, mọi sầu khổ cũng không hề có. Mẹ đấy con muốn như thế đó, cần phải tu chớ có lỗi thôi, lòng tham sân si ai dứt rồi, chẳng còn bị luân hồi sáu nẻo. Mẹ đấy con nghiệp không lôi kéo, được tự do trực đau niết bàn, cùng các chư Bồ Tát đồng hàng, làm chủ các con đường sanh tử. Mẹ đấy con siêu trên phàm sự, tâm trí không ưu lự não phiền, lúc nào lòng cũng được an nhiên, hết còn bị các biên chi phối. Mẹ đấy con tâm lìa hạ giới, như cá ra khỏi lưới về đồng, mặc áo du biển rộng mênh mông, đâu còn bị lợi danh câu nhừ. Mẹ đấy con sự sanh sanh sự, tuy phải lo đối xử không may, như khách xong rồi phải trở về, được vậy sẽ đồng quê với Phật. Mẹ đấy con tâm vô nhất vật, ấy là tâm chư Phật đấy con. Nếu như ai theo đó làm tròn, người ấy chính nhục thân Phật đây. Mẹ đấy con mau nghe lấy lời mẹ vừa bảo đây chớ quên.
Khi giảng đài con bước chân lên, tỏ lại khắp đôi bên được biết. Mẹ đây con làm lành một việc, có sức tiêu tội ác mười điều, gạo một ô làm nở ba niêu. Phước lượng bổn năng siêu cũng thấy. Mẹ đây con khó khăn đừng cái, việc nào mà không thể làm nên. Có người lên mình có thể lên, chớ rằng việc Phật tiên khó dối. Mẹ đây con như lời mẹ nói, khó không nào thì mỗi việc thành. Con chờ nhớ đem khuyên kẻ tu hành, lấy lời ấy để làm cương mục. Mẹ đây con kẻ thừa nước đục, thả câu dầm hải bực hiền lương. Rất có nhiều con khéo tùy phương, để mở rộng con đường Phật giáo. Mẹ đây con xả thân vì đạo, diệt tử sanh khổ não xem thường. Thuyết từ bi cứ mãi chủ trương, cứu vớt kẻ còn đương trầm nịch. Mẹ đây con khi xa mù mịt, khoảng trống như khoảng bích đều mờ. Kẻ trên sông khó nhận được bờ, còi khéo túc đầy cho họ biết. Mẹ đây con thuyền nâng một chiếc, nâng chở nhiều khách lướt qua sông. Chèo mỗi ngày đừng có nể công, bao nhiêu khách cũng lần đưa hết. Mẹ đây con ở trong mọi mệt, có cái gì siêu việc thiên liên. Trong âm thầm được đáp lại liền, kẻ tu niệm cho phiền khổ hành. Mẹ đây con nếu không mưa lành, cây hiểu kia lá nhánh đâu tươi. Gặp tai nạn lòng cũng cứ vui, cho rằng nở vừa rồi đã thiếu. Mẹ đây con ý này nếu hiểu, dù cho ai khuây nhiễu cách nào, cũng không làm cho giả núng nao. Càng tinh tấn dồi trao đạo hành, mẹ đây con kẻ đời tranh cành, người đạo đâu nhất định ngồi không, ngó ngay về dân chúng đại đồng. Lo cho họ từ hồn đến xác, mẹ đây con chẳng riêng tiền bạc, mới làm nên phước đức đâu ư. Đem công ra hoặc tiếng nhân từ, giúp người cũng là nơi phước đức. Mẹ đây con giúp người bằng sức, bằng tấm lòng, bằng đức hy sinh. Công đức hơn tiền bạc muôn nghìn, thế ai cũng làm nên phước được. Mẹ đây con giúp người cơm nước, ấy giúp cho người được no lòng. Còn đem lời đạo đức phổ thông, ấy là giúp linh hồn siêu thoát. Mẹ đây con giúp thân an lạc, nhưng tiếc vì thân xác không bền. Giúp cho hồn quái Phật được lên, linh hồn ấy trường miên khoái lạc. Mẹ đây con như lời mẹ giác, giúp cho người siêu thoát phần hồn, tất nhiên là công đức cao hơn. Chắc như vậy không cần nghĩ ngày,
mẹ đấy con nhưng mà hai cái. Tùy sức mình liệu lấy giúp người, có của thì giúp cho của cho đời, không thì giúp bằng lời hữu ích. Mẹ đấy con nếu theo Phật thích, không những đem giúp ích của tiền, mà còn lo dạy kẻ tu hiền, công đức ấy vô biên vô lượng. Mẹ đấy con giúp mà không tường, giúp một đồng phước lưỡng mười đồng. Đã ra công chẳng lấy làm công, công mấy lớn biển đông kho xanh. Mẹ đấy con cả muôn công hành, nếu từ trong Phật tánh làm ra, thì cùng chư Phật vốn đồng hòa, chân đạo đức chân nhà bác ai. Mẹ đấy con bất kỳ môn phái, nếu lấy chân làm đại bổn căn, ấy chính là chánh đạo chân tăng, chẳng còn phải răng lầm lạc. Mẹ đấy con lấy chân thù tạc, cùng người bên cực lạc khác nào. Không ai gian ai sâu lẫn nhau, lòng nghi kỹ người nào cũng khoai. Mẹ đấy con việc làm lời nói, chân thật không ngụy dối điều nào, và nghiệp hoặc đâu lôi cuốn tầng lao. Chỉ một kiếp được vào cõi Phật, mẹ đấy con nếu chân công đức, lòng từ bi đâu phúc não rời, lo cho thân ra cõi bể đời, và tha thiết cứu người đang khổ. Mẹ đấy con chân tu chân đồ, tu thân và tu cả chúng sanh, độ mình lành độ khắp người lành, thể mới Phật tu hành theo Phật. Mẹ đấy con kim thời nhân vật, ít ai đem tình thật đối nhau, có thể rằng bất luận người nào đều lợi dụng lẫn nhau để sống. Mẹ đấy con mẹ càng bi thống, cánh đồng sàn dĩ mỏng của đời, cái nhân tình đâu có mấy nơi, giản sự chi ư thôi bạc nén. Mẹ đấy con trong bao có quen, mặc dù lời nói chẳng nhầm chi, cũng có nhiều kẻ giả người quỳ, lỗi mấy cũng đổi đi làm phải. Mẹ đấy con sửa ngay sửa dài, cũng đều là giữa cái đấm tiền. Từ mỹ nhân cho đến tước quyền, đều có thể bị tiền mua chuộc. Mẹ đấy con bị tiền ràng buộc, có mấy ai đâu được tự do. Có cũng lo không cũng âu lo, tiền sai khiến người ta đủ lè. Mẹ đấy con đồng tiền mạnh mẽ, xui giết người xui kẻ bất hòa. Tiểu can qua hay đại can qua, phần lớn cũng do là tiền bạc. Mẹ đấy con biết bao tội ác, ai nghe qua cũng bắt châu mày. Ấy cũng do tiền bạc khiến sai, từ xưa chi đến nay vẫn thấy. Mẹ đấy con mẹ mong toàn thế, nên dùng tiền chớ để tiền sai, trọng nghĩa nhân hơn trọng tiền tài.
đừng vì nó mà gây tội lỗi. Mẹ đây con tiền là bát bồi, nó không trung thành với người nào, vào trước rồi nó lại ra sau, không ai có thể nào cầm chắc. Mẹ đây con còn ăn còn mặc, còn sống trong thù tát xa gần, cố nhiên là tiền bạc phải cần. Dù ai cũng thấy không tránh khỏi, mẹ đây con như lời mẹ nói, cần tiền đừng bị gói trong tiền, làm ra nhiều để tạo phước duyên, chớ dành để hưởng điên no ấm. Mẹ đây con nhưng cần suy gẫm, trường hợp nào trong cảnh trạng nào, đôi vấn đề tiền bạc tạo đau, cần phải tạo cách nào tránh lè. Mẹ đây con lợi mình hại kẻ, lợi bao nhiêu cũng chớ nên làm, đừng vì lòng ích kỷ làm nham, thấy lợi hút quên thân phải quay. Mẹ đây con mẹ phân khi nãy, mọi việc đều cần lấy đồng tiền, có tiền ai cũng nể cũng kiêng, vì thế nó có quyền sanh sát. Mẹ đấy con thật ra tiền bạc cũng như loài có rắc khác chi, nó vốn là vô giác vô tri, người tạo nó rồi tí tôn nó. Mẹ đấy con chúng sanh lớn nhỏ, tự tạo ra món nọ món kia, rồi đem lòng ba bảo thủ sai mê, đến đổi tạo nhiều bề tối ác. Mẹ đây con vấn đề tiền bạc, cũng như là khắp các vật nào, có thì dùng không cũng chẳng sao, tội lỗi sẽ không bao giờ có. Mẹ đấy con giật mình tạo đó, rồi để cho chúng